chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Út Chibi. Và đây là danh sách chúng ta sẽ kiểm tra đơn hàng của ngày 19 tháng 5 năm 2018 nè mấy em. Đây, nhiệm vụ của chúng ta nha. Và đầu tiên thì là phần bốc thăm xem đơn hàng nào sẽ là đơn hàng may mắn trúng minigame ngày hôm nay nha. Rồi, chúng ta sẽ bốc thăm nha. Hãy đặt hàng kênh Bé Út Chibi, hãy đăng ký thành viên kênh Bốc Chibi để tham gia mini game mỗi ngày. Xin chúc mừng đơn hàng Nguyễn Thị Mùi. Yeah, đơn hàng Nguyễn Thị Mùi đã trở thành đơn hàng may mắn ngày hôm nay của chúng ta. Tên tên. Và đây là ba hũ tuyết nha, chị gửi tặng cho đơn hàng Nguyễn Thị Mùi. Xin chúc mừng bạn nào mà muốn được cái phần quà may mắn kiểu như là cái phiếu tham gia mini game giống như Nguyễn Thị Mùi thì hãy nhớ gọi đặt hàng trực tiếp 0937899707 nha. Còn thành viên của kênh thì các em chú ý, ngày mai chị sẽ công bố kết quả mini game của từ ngày 7 tháng 5 cho tới ngày 18 tháng 5 luôn nha. Còn các bạn nhớ đăng ký thành viên để tham gia mini game những cái video tiếp theo nha. Mỗi video đều có câu hỏi mini game, các em nhớ xem từ từ rồi trả lời đúng câu hỏi của chị thì sẽ được tặng quà nếu như là người may mắn nha. Câu hỏi bị chị sẽ nói luôn, đó là các em hãy click xem cái quảng cáo hiện ở trên video của chị nha, xem câu cuối cùng người ta nói cái gì, rồi kèm theo đó là đơn hàng ngày hôm nay nè, đơn hàng nào sẽ là dễ thương nhất, và các em đã được đi chơi hè ở đâu chưa nha. Còn đây đầu tiên sẽ là đơn hàng của bé Kim Nguyên 155.000. Đầu tiên sẽ là cái bàn 7.000 đồng, rồi đến cái ghế nha, cái ghế 4 cái một cái 5.000. Bộ áo dài 40.000 đồng. Đây, áo dài cam nè, quần trắng. Đó, rất là đẹp luôn nha. Bộ đồ học sinh 25.000 đồng. Cái nón lá 12.000. Wow, còn có cái giỏ đệm nữa nha. Giỏ đệm này 18.000 nè mấy em. Hai cái món này là đồ handmade á, mà là đồ truyền thống của Việt Nam nha. Chị rất là thích luôn á. Còn bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Huỳnh Như 327.000. Đầu tiên sẽ là búp bê mắt đá 35.000, tóc tím hồng nè. Đó, rất là xinh ha, váy xanh. Tiểu thư 47.000, váy chấm bi. Hai bộ đồ học sinh, mỗi bộ 25.000 ha. Váy cô dâu, đây là váy cô dâu 32.000, có phần ren mà nó có kim tuyến lấp lánh nữa nè. Có một cái nơ ha, phía sau là cái lớp nè. Rất là đẹp luôn, 32.000. Rồi đến là bộ áo dài cách tân. Nè, nha, cái mấn nè mấy em. Tay lưới nha, váy cam 35.000 nè, ba lô 15.000 một cái. Trời ơi, cái sọc trắng đen nữa nè, và cái này nữa rất là đẹp luôn, mọi cái 15.000. Tủ năm học 45.000. Tiếp theo, tàn ta đen, bịch giày. Đây, mỗi một bịch là 5.000 đồng. Wow, wow, rất là đẹp ha. Có phụ kiện mới nữa nè, vòng cổ nè, vòng tay, đồ nổi nha. Mà chỉ có 5.000 một bịch thôi. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Văn Thắng 280.000 đồng. Wow, và đây chính là một cái két sắt nha mấy em. Các em xem nè, cái két sắt có hình của chú ếch con, rất là dễ thương ha. Mã số ban đầu như là 4 số 0 á mấy em. Đó, đây, cái két sắt Cartoon Pan. Đây, ha, chúng ta sẽ bỏ tiền vô đây nè, bảo quản tiền không có bị hư hao gì hết mà lại gọn gàng. Khi cần thì chúng ta dùng cái mật mã của mình mở ra, không cần phải đập heo, ha, phí tiền nha, phí cái tiền đập heo quá mấy em. Mình tự nhiên mình để dành ra được 10.000, cái mình 20.000 mình đập cái bóp heo, lấy được 20.000 đi mua lại heo khác hết 10.000, còn được có 10.000 ha. Mua cái này xài hoài luôn, 240.000. Còn bây giờ là Đỗ Thành Phát 115.000. Đó là hai hộp trang sức hạt nha, chị lấy cho hai loại khác nhau. Hộp bên đây là hạt gỗ. Đây, hộp bên đây là hạt gỗ ha, có rất là nhiều hình thù đẹp, 41.000. Rồi, để bên đây là hạt nhựa nha, mỗi cái nó có một cái vẻ đẹp khác nhau. Các em xem nè. Đó, bên đây thì là hạt nhựa ha, 41.000. Rồi, không biết là hộp nào thì đẹp hơn theo các em nha, nhớ bình luận cho chị biết nha. Còn bây giờ là Nguyễn Thị Thanh Hải 158.000. Có hai cái tủ năm học luôn. Yeah, mỗi cái 45.000. Ba lô, ba lô rất là dễ thương, 15.000 đồng. Phụ kiện cho búp bê nè ha, có phụ kiện loại mới,
rồi phụ kiện kiểu cũ vân vân. Đây mỗi cái thì là 5.000 đồng một bịch. Cái này có lược nè, vỏ xốp 3 tầng nè, có mắt kiến, nón, gương. Bên đây thì nón với giày, giày thể thao nữa. Bên đây thì nón với lược ha, rất đẹp, mỗi bịch 5.000. Và bây giờ Bùi Thị Tuyết Nhi đơn hàng 83.000, đó chính là bộ kit làm slam 50. Còn đây là Nguyễn Thái Thùy Dương 192.000. Đầu tiên, wow, một quýt xi dưa hấu nè, một quýt xi dâu nè, và một quýt xi đào nha. Táo hết rồi em ơi, chị lấy trái đào nha, cũng rất là dễ thương. Wow, chậm tăng chưa, mềm lắm, 18.000 ha. Một quýt xi bé mùa đông cực dễ thương luôn, bé gấu á, tình tinh tinh cái nón nữa nè, mi mới là miền luôn. Yeah, 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 yeah. Cái tai nè, cái mũi nè, cái nào cũng dễ thương hết. Và lại còn có cái kính lúp 5.000 đồng, bộ kính lúp đôi mini. Tiếp theo là đơn hàng Nguyễn Thị Mùi, xin chúc mừng. Đây chính là đơn hàng may mắn của chúng ta nè mấy em, Nguyễn Thị Mùi nè, các em nhớ không? Như vậy thì là đầu tiên sẽ là ba hũ tuyết này ha, chị gửi tặng cho đơn hàng Nguyễn Thị Mùi, đơn hàng 130.000 đồng. Và đơn hàng này đặt là một bé whisky chim cánh cục 90.000 đồng. Oh, rất là dễ thương luôn nha, rất là mềm đó mấy em. Đây, cái miệng nè, cặp mắt nè, cái ghét ghê. Tiếp theo, Nguyễn Thị Ngọc Ho 187.000. Đó là anh Ken 30, bịch phụ kiện 5.000, búp bê mắt đá 35.000, xinh đẹp 3 borat mỗi bịch 5.000, keo sữa thì là 15.000 ha. Kim tuyến nè, đó, chiếc hài kim tuyến, chiếc hài mỗi bịch 5.000. Cái ba lô 15k, đây cái ba lô nè mấy em, 15.000 á. Hương dâu, hương dứa, hương sữa 5.000 đồng một cái. Cặp táp nè ha, 9.000. Còn bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Hồng Nghi 317.000. Yeah 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 yeah. Đầu tiên sẽ là hai whisky panda, hết màu hồng với màu xanh rồi nha, 4 whisky chứ. À, hết panda rồi, chị lấy mặt cười nha, chỉ có một cái panda trắng thôi. Còn lại đó là mấy cái này là mặt cười ha, 25.000 một cái, rất đẹp. Rồi, đây là hai bịch móng tay nha, mỗi bịch là 7.000. Rồi đến là bộ hộp nhẫn này mấy em, 140.000. Wow, rất là đẹp luôn nha. Nhẫn này nó rất là dày và nó có nhiều cái hình dáng rất là đẹp, thấy em mấy em thấy không? Trái tim nè. Đó, bướm nè. Đầy đủ hết luôn, nốt nhạc đồ nè ha, nhiều kiểu lắm. Chuồn chuồn đậu trên hoa đồ nữa. Lấp lánh vô cùng luôn nha. Lại có thêm cái hộp nhẫn trái tim nữa nha. Rồi đây là bộ siêu nhân 5 con 30.000 đồng nè. Đó, có thể lắp ráp liền luôn á, chơi vui lắm nha. Và bây giờ Phạm Hoàng Nhật Anh ơi, đơn hàng 166.000. Đầu tiên sẽ là hai bộ tập sóc nè, 12.000 một bộ nha. Có tập viết chữ, chữ số rồi tùm lum hết luôn á. Cặp 9.000, dày dặn. Borat 4 bịch nè, mỗi bịch là 5.000 đồng. Hai hũ keo sữa 15.000 một hũ. Cuối cùng thì là tuyết nhân tạo 5.000 năm bịch nha, mỗi bịch là 10.000. Tiếp theo là đơn hàng của anh Việt 120.000. Đó là bộ kit làm slam 50. Đây. Rồi đến là đất sét nha, 1 2 3 4 5 6. 6 bịch đất sét, mỗi một bịch như vậy á thì là 15.000 đồng ha. Còn đây là Nguyễn Thị Trúc My 103.000. Đầu tiên sẽ là 12 viên Mirocopy, mỗi viên 2.000, ăn ngon, 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 ơi là ngon luôn. Rồi đến là Mochi. Đây, bé Mochi 15.000. Hình con gì mà dễ thương quá vậy ta? À, con khủng long con nha. Kẹo hamburger 2.000 đồng một viên. Whisky mặt cười 25.000. Tiếp theo là Trần Hoài Thương 86.000. Có bịch ly chai 5.000 đồng, hai bịch ha. Wow, nhẫn này thì lẻ là 5.000. Biết các em biết không, nó có cái loại nhẫn rẻ hơn, nó chỉ có 1.000 hoặc 2.000, nhưng mà nó sẽ mỏng hơn. Và cái mặt dây mặt nhẫn á, nó sẽ không đẹp được như thế này nha. Ba lô này nè, 15.000. Whisky dâu 18.000. Tiếp theo là Đoàn Dương Bích Tuyền 73.000. Đó là 20 cái kẹo hamburger luôn. Đây, một cái như vậy là chị gấp đôi ha. Nè, các em theo đếm đủ nè, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lần 2 là 10. 1, 2, 3, 4, 5, đủ ha. 20 viên kẹo, mỗi viên 2.000. Còn đây là đơn hàng của Đặng Thiên Kim 120.000 đồng. Đó là bộ kit làm slam 50. Tuyết thì là 10.000 đồng.
keo sữa 15.000 một hũ lớn. Và bây giờ là Trần Tâm Như 164.000. Đó là kimono. Này cái tay áo này nha, màu hồng với màu trắng rất là đẹp luôn ha. Đẹp không em? 50.000 nha. Borat nè 5.000, keo sữa 15.000, phụ kiện mới 5.000 đồng, 3 cái hũ mỗi hũ 2.000, hương dâu dứa loại nhỏ 5.000, bịch cham tuyết 5.000, bộ đồ ha 35.000, là có cái tập về nè, quần lửng và áo ha. Và bây giờ là đơn hàng của Đặng Thiên Kim 120.000 đồng. Đó là bộ kit làm slam 50, bịch tuyết 10.000, 2 hũ keo sữa mỗi hũ 15. Rồi bé Trần Thị Phương Trang 69.000. Đó chính là 3 cái Wixi mini 12.000 nha. Nhỏ xíu à, rất là dễ thương, 12.000 một cái. Còn đây là đơn hàng của Huỳnh Thị Thanh Trúc 128.000. Xin chào, đây chính là tiên cá tí hon 10.000 đồng. Cái đuôi này có thể gập lên gập xuống luôn nha. Rồi đến là hai bịch chén nè, mỗi bịch 3.000. Bàn á thì 7.000, ghế thì 5.000 nha. Đây. 10 bịch tiền. Mỗi bịch 2.000. Bộ kit làm slam 50. Tô Ái Nhi ơi, Tô Ái Nhi đơn hàng 98.000, gồm có slam kim cương 9.000 đồng, sau đó là cái cặp tác 9.000 luôn. Búp bê mắt đá thì 35.000, quá xinh đẹp luôn nha. Tịch Borat 5.000. Rồi còn có là phụ kiện nè 5.000, bịch giày cũng 5.000, có gì ba lê nữa nha. Còn đây Phan Minh Hằng 207.000, có tịch phụ kiện mới 5.000 đồng nè ha, bịch tiền 2.000 đồng, sau đó thì là Borat 5.000, Milo Kupi 2.000 đồng một viên, slam bánh bao 5.000, keo sữa 4.000 đồng, bịch tập sắt cho búp bê 12.000, hai anh kem đây rất đẹp trai luôn, cà vạch đỏ đàng hoàng nha, mỗi anh là 30.000 đồng trong bộ vest đen lịch lãm. Và hai cô nàng mắt đá ha, hai mái tóc khác màu, mỗi một bộ tóc như vậy là hồng đen và tím hồng nha, 35.000 đồng một nàng. Xin chào mọi người, mình 35.000 à, mọi người thấy mình có dễ thương không? Tiếp đến thì là đơn hàng của Tuyết Trinh 100.000, có 3 cái giá đỡ luôn nè. Đó, bỏ một cái là 10.000. Không biết nãy giờ các em thấy đơn nào là dễ thương nhất rồi nhỉ? Hai hũ keo sữa nè, mỗi hũ 4.000, bịch Borat 5.000 đồng. Và yeah, có hai bịch rong biển nữa nè, hai bịch mỗi bịch 8.000. Hai bịch này ăn ngon cực kỳ luôn nha. Đã quá đi. Và vỉ gơm nữa nè, vỉ gơm thức ăn 15.000. Có rất là nhiều bánh luôn nè, một trái bí ngô nè, một cái pizza nè, một cái donut nè, một cái hamburger nè, và một cái bánh kem dâu nữa. Món nào cũng ngon hết. Bịch chén 3.000 nha. Hai bịch ly chai. Wow. Bữa nay có cả cái chai Milu nữa nè mấy em. Rất là ngon luôn, nhìn hấp dẫn quá. 5.000 đồng một bịch ly chai. Tiếp đến là Tô Thị Thủy Tiên 223.000. Đầu tiên sẽ là 10 cái hũ 2, 4, 6, 8, 10. Yeah, mỗi cái 2.000. Rồi đến là Lotto Mini 18k, Lotto cát sắt á. Rồi móng tay thì 7.000 nè. Trứng bóng đèn 20.000, quăng cái dính dính tường luôn, vui lắm. Kim tuyến, trăng và dù. Wow, 5.000 đồng một bịch. Rồi có là trang sức hạt nè mấy em. Này là hạt gỗ nha, rất là đẹp luôn, 41.000. Hai chai hương, đây, mỗi chai 10.000 loại lớn nè. Rồi 5 chai màu nhỏ nha, 5 chai màu nhỏ nè, mỗi chai là 2.000 đồng. Và cuối cùng thì là nàng búp bê mắt đá tiểu cô dâu xinh đẹp nha, với lại cái mẫu mới nè, cái khuôn mặt, cái mắt tròn xoe mấy em. Váy này nha, cái lớp dài lắm nha. Đó, 47.000 đồng đó mấy em. Đó, cái mặt ngây thơ dễ thương dễ sợ. Tiếp theo là đơn hàng của Lê Thị Nở 362.000. Và đầu tiên thì đơn hàng Lê Thị Nở đặt là 5 cái kính lúp mini nè mấy em. Cứ một bộ như vậy là 2 cái ha. Một bộ như vậy là 2 cái kính lúp mini, 1, 2, 3, 4, 5 ha. Tập sách này 5.000 bịch nha, tập sách thì 12.000 đồng một bịch. Rồi đến là kẹo hamburger nè ha, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20. Hỏi viên 2.000. Rồi bỏ bếp nhôm 60.000 ha. Wow, 10 cái giá đỡ luôn này nha mấy em. Mỗi cái 10.000 đồng. Cuối cùng của đơn hàng này đó là 2 vỉ tiền luôn, mỗi một vỉ như vậy là 40.000 đồng. Có 20 bịch nha, mỗi bịch 2.000. Đầy đủ hết các kiểu tiền luôn. Các em tha hồ mà chơi buôn bán hay là đại khái chơi những trò chơi mà sử dụng tiền á, chúng ta học cách sử dụng tiền, phân biệt tiền và sắp xếp tiền bạc luôn nha. Tiếp theo là Lâm Quỳnh Như 74.000, đó chính là bộ trang sức hạt này, rất là đẹp luôn nha, 41.000. Rồi đến là Trương Xuân Ninh 190.000, gồm có là búp bê mắt đá nè 30.000 đồng ha, anh Ken vép đen 30.000 đồng, rồi anh Ken tóc thật nha, anh Ken tóc thật vạm vỡ ha, cơ bắp không luôn á nha, là chơi thể thao bãi biển không có dép nha, 50.000. Ngoài ra còn có bịch ly chai 5.000 nè, bịch giày 5.000 nè, cái ba lô 15.000 nè, kẹo hamburger 5 viên, mỗi viên 2.000. Còn đây là đơn hàng của Nguyễn Kim My 163.000. Yeah, đó là cái váy cổ trang xinh đẹp 50.000, màu hồng có viền màu xanh nữa nè, quá đẹp luôn. Rồi đến là bộ đồ ngắn 20.000 đồng. Rồi đây là bộ đồ 20.000 ha. Tiếp đến thì là có bộ đồ handbox nữa nè. Chị cất cái này qua bớt. Rồi là có một cái váy nâu ha. Rồi cái áo nè, nó thả cái dây xuống rất là đẹp luôn nha. Vải nè mấy em xem nè. Đó, vải rất là đẹp luôn. Bộ đồ này là 50.000 đồng. Hai cái ghế mỗi cái 5.000 nha. Và bây giờ là đơn hàng của Vũ Minh Phương 123.000. Đó là quý si đào 18.000 đồng, anh chàng lúc phê 32.000, hũ kim tuyến 3.000 và cái whisky cá 30.000. Còn đây Trương Thủy Thú Hà nha, 150.000, gồm có 10 kẹo hamburger 2, 4, 6, 8, 10, mỗi viên 2.000. Vỉ phụ kiện nè, quá đẹp luôn, có micro đồ nữa nha, mắt kiến đó, nào cũng đẹp hết, mỗi bịch. Ủa cái này hình như bị mất hết bịch ta. Dính đó. À nó dính qua bên đây nha. Chị tưởng là bị mất hết bịch. Đây nè mấy em, cái bịch màu vàng này nó nằm bên đây nè nha. Cái túi màu xanh, túi màu vàng ha. Bịch này là 80.000 á. Rồi đến là vỉ giày 17.000, có 12 đôi. Còn bây giờ là Tâm Quang Minh 83.000, chính là bộ kit làm slam 50. Tiếp theo là đơn hàng của Bùi Thị Thanh Lam 185.000. Đầu tiên sẽ là cái slam bình sữa nè mấy em nha, 5 màu luôn, mỗi một bình như vậy là 9.000. Slam lỏng bên trong rất là vui. Phụ kiện 5.000 đồng. Slam bánh bao 5.000 đồng. Tuyết nè 10.000 đồng một bịch. Borat 5.000 đồng ha. Rồi đến màu nè 2.000 đồng một chai. Cái hương nhỏ này nè thì là 5.000 đồng. Slam nước ngọt 5.000. Hũ đựng slam 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái ha. Mỗi cái là 2.000 đồng. Cái sữa 4.000 đồng cái nhỏ nè. Slam cà phê 8.000. Bộ đồ mùa hè cho búp bê 30.000. Hàng Nguyễn Quỳnh Trang 162.000. Đầu tiên sẽ là 3 hũ keo sữa, mỗi hũ 15.000. Bộ kit làm slam 50.000. Hũ tuyết 10.000 đồng, chai màu thì 2.000, hương sữa 5.000, cuối cùng là 2 bịch Borat 5.000 một bịch. Ten ten. Và bây giờ chúng ta đã đến với đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay của Lê Hồng My 97.000. Đó chính là bộ kit làm slam 50, 2 hũ keo sữa, mỗi hũ là 15.000 đồng. Và cái tủ hồng 62.000 nha, đây ha, có hộp kéo nè, rồi tủ treo đồ có móc luôn ha. Bên đây là bàn trang điểm và gia đình của công chúa Sophia và những bà tiên, rất là xinh đẹp luôn, 62.000. Và cái tủ hồng này cũng đã kết thúc video kiểm hàng của chúng ta ngày hôm nay. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em mùa hè thật vui.